tâm mấy thằng kia sao đâu. Chủ yếu tụi mày qua đây là tao héo cơm rồi. Hello hello, tao là Ia Glitch. Những gì mà tụi mình hận thù ở đây vũ trụ khác là không có liên quan nha. Vũ trụ này tao là hèn khô à. Ok, nếu mày nói như vậy thì tao cũng không có gì đâu. Ôm cái còi. Trời ơi, mày rảnh quá, bê đê quá. Trời ơi, thôi được rồi, mày đi về nhà đi. Mày rảnh quá. Trời ơi, mày hai Glitch trong đây nó bị khùng hả? Thì đó, mấy hàng Glitch trong đây nào cũng khùng hết. Xếp hàng ơi, tụi bay tập hợp đi. Ôm cái còi. Cái thằng này quá, từ bao giờ mày qua đây mày bê đê rồi Hia Glitch? Mày muốn ôm. Mày ôm, tao đấm mày thấy bà mày bớt khùng đi mày. Trời ơi, ôm cái làm ghê quá. Tôi thiếu ai á, hình như thiếu thằng H1H4 Glitch đâu. Ừ vậy, mày nói tao mới nhớ. Ủa thằng đó hôm nay đâu rồi? Tao nhớ là tao mời nó qua rồi mà, tụi bay trả lời nó coi. Trời. Về làng của tôi rồi tôi kiếm thêm mấy thằng vũ trụ khác nữa rồi tôi qua đây à. Quay nhưng mà trước khi đi cho ôm cái coi. Ê thằng này mày cút coi, mày tào lao quá, để cho nó về đi. Mày, trời ơi.